Vâng thưa quý vị, trong khi vụ bé lớp 1 tử vong vì bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway Hà Nội vẫn còn đang khiến dư luận vô cùng hoang mang, thì từ hôm qua đến nay thì các bậc phụ huynh lại thêm lo lắng khi tiếp tục xảy ra một vụ việc bỏ quên trẻ nhỏ tới 9 tiếng trên xe đưa đón học sinh. Vụ việc lần này xảy ra tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Tiên Du của tỉnh Bắc Ninh. Và cháu bé 3 tuổi này thì đã nhập viện trong tình trạng hôn mê. Song may mắn hơn là cháu bé ở trường Gateway thì cháu bé ở Bắc Ninh đã thoát chết nhờ xe đỗ trong bóng râm. Và cửa kính xe thì được để hở 10 cm. Cháu bé tên là Nguyễn Tấn Lợi, 3 tuổi, bị bỏ quên khoảng 8 tiếng trên ô tô đậu trước cơ sở mầm non tư thục Doremi ở huyện Tiên Du do bà Dương Thị Hợp, 42 tuổi, làm chủ. Theo báo cáo của Công an tỉnh Bắc Ninh, 6 giờ 30 ngày 13 tháng 9, ông Nguyễn Công Tị, 43 tuổi, chồng của bà Hợp, lái xe Ford Transit đi đón 9 đứa trẻ. Về tới lớp vào lúc 8 giờ, ông Tị đỗ xe cùng các cô giáo đưa trẻ lên lớp. Riêng Lợi ngồi ở phía cuối xe bị bỏ quên. Tài xế sau đó đỗ xe lên vỉa hè phía trước cửa trường, dưới gốc cây và mở hé cửa kính ghế lái xuống 10 cm. Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, ông Tị chuẩn bị đưa trẻ về nhà thì phát hiện chiếc quần bò của Lợi ở gần cửa xe nên đã vào kiểm tra. Ông thấy bé Lợi nằm ngửa ở sàn cửa hàng ghế thứ 3 từ trên xuống. Cháu Lợi được đưa ra phòng khám ở xã Hoàn Sơn sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh và Bệnh viện Nhi Trung ương. Ngay đầu buổi họp báo trưa nay, Phó Giáo sư Trần Minh Điền, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã vui mừng cho biết, cháu bé nhập viện với chẩn đoán ban đầu là bị sốc nhiệt và hiện nay thì đã qua cơn nguy kịch và có thể là trở về cuộc sống bình thường sau vài ngày nữa. Đây thật sự là một điều kỳ diệu bởi vì với một đứa trẻ 3 tuổi đã phải trải qua những 9 tiếng đồng hồ trên một chiếc xe ô tô đóng kín. Do được cấp cứu tốt ở tuyến dưới nên lúc này tuần hoàn của trẻ đã ổn định, bắt đầu tỉnh. Và đến sáng nay 16 tháng 9, sau 48 giờ điều trị, cháu bé đã tiếp xúc tốt với cha mẹ. Và hy vọng rằng 1 đến 2 ngày tới thì sẽ được ra viện vì tình trạng cháu này đã ổn định rồi. Rất là may mắn là tri giác của bé cũng đã tốt. Vâng ạ, đại diện của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tiên Du cho biết là nhóm trẻ độc lập tư thục Doremi được Ủy ban nhân dân xã Hoàn Sơn cấp phép hoạt động từ tháng 10 năm 2018 và có khoảng từ 50 đến 60 học sinh và 12 cô giáo phụ trách. Hôm nay thì Ủy ban nhân dân xã Hoàn Sơn đã đình chỉ hoạt động của nhóm lớp này và chờ kết quả xác minh từ phía công an, và tài xế cũng được triệu tập để làm rõ nguyên nhân của vụ việc nói trên.